Thưa quý vị, cá cơm thì có rất nhiều loại ạ, như là cá cơm sọc, cá cơm than, cá cơm săn, rồi cả cá cơm mờm nữa. Và không biết là quý vị đã từng nghe qua hay chưa? Cá cơm mờm là một trong những đặc sản nổi tiếng tại một số làng chài ven biển ở khu vực miền Trung. Việt Nam Thức Giấc sáng nay sẽ đưa quý vị đến với làng chài Đại Lãnh, huyện Vạn Ninh của tỉnh Khánh Hòa để chúng ta cùng tìm hiểu về nghề hấp cá cơm mờm, một nghề truyền thống của bà con nơi đây. Chào buổi sáng chị Trâm Anh ạ. Không khí đánh bắt mua bán cá cơm buổi sáng đang diễn ra sao ạ? Vâng, thông thường thì mùa cá cơm mờm thì thường bắt đầu từ tháng 3 và kéo dài đến tháng 8 âm lịch. Và dù những cái tàu đánh bắt cá cơm mờm cập cảng vào lúc nửa đêm hay là rạng sáng thì những người thu mua cũng luôn có mặt để mà thu mua cá cơm. Chào anh, không biết là chuyến ghe vừa rồi của mình thu hoạch được nhiều cá cơm mờm không anh? Ý, nói chung là bữa nay thì nói chung nó ít, nó không có như giống như mọi khi. Tại vì người ta mình phụ thuộc vào chuyện người ta đánh bắt mà. Những tàu người ta đánh bắt ít thì mình thu mua ít. Nhiều thì mình thu mua nhiều. Anh ơi, thường thì cá cơm mồm là mình đánh bắt gần bờ hay là xa bờ ạ? Gần bờ. Gần bờ, nếu vậy thì mình đã đi từ lúc nào rồi? Bây giờ mình mới cập cảng đây anh. Mình đi khoảng 2 giờ chiều đến 3 giờ chiều. Đây, con cá cơm mồm đây. Anh ơi, em thấy là cá cơm nó có rất là nhiều loại vậy thì làm sao mình biết phân biệt đây là cá cơm mồm anh? Tại là con cá cơm mồm này nhìn nó trắng đúng không? Nó trắng mà nó lại bụng, nó không có bụng. Cái là nó phân biệt ra. Còn những cái con cá bụng đây là những con là cái lài. Em không biết là vì sao nó lại có cái tên là cá cơm mồm anh nhỉ? Cái này hả? Cái này thì hồi xưa giờ là cái chuyện mà kêu cái ké này là cũng không có rõ lắm. Bây giờ xong chuyến này mình có đi nữa hay không ạ? Có, bắt đầu mình đi tiếp. Anh ơi, vậy thì tại sao mình không đi luôn một lần rồi mình vô đây mình chuyển luôn mà mình lại phải về rồi mình lại mới đi ra? Mình vừa làm cho ké nó tươi, đỡ xuất khẩu là ngon hơn. Dạ vâng ạ. Những cuộc trao đổi mua bán này thường diễn ra rất là chóng vánh. Hàng chục thùng cá cơm mồm này sau đó sẽ được chuyển về các lò hấp để mà sơ chế. Vậy cá cơm mồm sẽ được sơ chế như thế nào? Câu chuyện này sẽ còn tiếp tục có trong phần tiếp theo của Việt Nam Thức Giấc. Vâng, làng chài Đại Lãnh, huyện Vạn Ninh được biết đến là làng biển duy nhất có nghề khai thác và chế biến cá cơm mồm ở tỉnh Khánh Hòa. Sản phẩm của làng nghề được giới thiệu rộng rãi trong nước và xuất khẩu đi cả nước ngoài nữa ạ. Với người dân làng biển thì mùa nào nghề nấy, chẳng hạn như là vào mùa cá cơm mồm thì hàng trăm lao động địa phương đều làm cá cơm mồm. Và cá cơm mồm ở Đại Lãnh thì nổi tiếng không chỉ trong nước đâu mà còn được xuất khẩu ra nước ngoài nữa. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với chị Trâm Anh để tìm hiểu về những công đoạn cuối cùng trước khi mà cá cơm mồm được đưa ra thị trường là như thế nào ạ. Chị Trâm Anh. Vâng. Khoảng đất trống phía sau với những cái dàn tre dựng sẵn chính là nơi để mà phơi cá cơm mồm. Bởi theo kinh nghiệm thì cá cơm mà được phơi trực tiếp dưới nắng thì nó sẽ rất là thơm ngon. Chào chú. Chú ơi, thường thì cá cơm mồm này mình sẽ phơi dưới nắng bao lâu ạ? Tùy theo cái ké mà chú làm cho réo dê thì chỉ còn trong vòng 20 phút thôi. Còn ké mà làm khô á, người ta đặt hàng mà ké làm khô á là cũng tầm bề tiếng 4 tiếng. Mình cảm thấy là con ké nó dẻo thôi, mình bóp nó lên nó dẻo thôi, mình đem vô thôi. Dạ. Vậy khi mà mình phơi cá thế này thì mình có phải lưu ý điều gì không chú? Nó khô hết lớp đây, con lật que lại, lấy dĩ tở quay lại. Rồi nó điều hết rồi, nó khô dèo đem vô. Cá sau khi được phơi tầm khoảng 20 phút thì sẽ được tiếp tục vận chuyển ngược lại vô trong để mà chuẩn bị cho những cái công đoạn tiếp theo. Chị ơi, như bây giờ cá này mình lấy vô rồi thì mình sẽ làm gì tiếp ạ? Mình ngồi mình lượm. Mình lượm cái tẹp rồi rét thôi mà ra. Cho nó sạch. Dạ vâng. Như cái vào mùa cao điểm á chú. Vào mùa cao điểm thì mỗi ngày mình có thể xuất bán ra khoảng bao nhiêu ký ạ? Tùy theo chú, tùy theo biển. Biển là nếu mà nhiều thì một ngày chú làm cá một tấn mấy, hai tấn thì bình thường. Cái đó. Dạ vâng. Vâng, với cái giá bán hiện nay dao động khoảng gần 100.000 đồng trên một ký thì cái nghề làm hấp cá cơm mồm này nó cũng giúp cho nhiều gia đình ở làng biển cũng khám khá hơn. Và quan trọng nhất thì nó còn giúp cho giải quyết được cái công việc cho một bộ phận những lao động nhàn rỗi ở địa phương. Chào chị, chị làm cái công việc này là lâu chưa ạ? Mấy năm rồi hả chị? Chị ví dụ như vào mùa cao điểm thu hoạch á, thì mình làm mình kiếm ngày được nhiêu chị? Là 400-500. Ôi nhiều quá. Ít từ 100-200. Dạ. Mình làm suốt ngày suốt đêm nha. Cá cơm mồm thì có thể chế biến thành rất là nhiều món ăn khác nhau như là làm gỏi, kho hoặc là nấu cháo. Với cái độ đạm cao, giàu chất dinh dưỡng cho nên cá cơm mồm không chỉ được tiêu thụ mạnh trong nước mà còn được xuất khẩu nữa.
Cũng chính vì thế mà vào mùa vụ thì không khí làm việc tại làng biển thì luôn rất là tất bật và khẩn trương và cũng mang lại rất nhiều niềm vui cho bà con nơi đây. Vâng, cảm ơn phóng viên Trâm Anh đã mang đến cho chúng tôi không khí sản xuất hăng say của bà con làng biển Đại Lãnh trong đầu ngày mới. Và đây cũng chính là những năng lượng tích cực mà chúng tôi muốn mang đến quý vị. Để... Cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Xin cảm ơn.